Xin chào tất cả các bạn. Khi mà có những cái biểu hiện về ho sốt, đau họng, khó thở thì người dân cần nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra. Liên quan đến diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở nước ta, Bộ Y tế vừa xây dựng các khuyến cáo cho cộng đồng, trong đó có hướng dẫn những việc người dân cần làm ngay khi có những biểu hiện ho sốt và khó thở. Nếu như bạn và người thân có các biểu hiện trên, thì đầu tiên là bạn phải đeo khẩu trang, tự cách ly ở trong một phòng riêng thoáng khí hoặc ở trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất là 2 mét. Sau đó, gọi điện đến đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương hoặc của Bộ Y tế qua số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khử tay áo, khăn vải hoặc khăn tay. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng, cho vào thùng rác phải có nắp đậy kín hoặc phải cho vào túi buộc kín miệng. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt là sau khi ho và hắt hơi, sau khi loại bỏ khẩu trang và khăn giấy. Hãy sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước hay bát đũa. Hạn chế sử dụng các phương tiện công cộng, không đến những chỗ đông người, nơi làm việc, trường học. Khi có những biểu hiện ho sốt, khó thở, họ cũng cần thông báo với những người sử dụng lao động, nhà trường và những người có liên quan về tình trạng của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại cho chúng tôi một like, một đăng ký để có thể xem được những thông tin mới nhất.